Yo, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của mình là M32 đây. Ngày hôm nay mình sẽ làm tiếp, đây là phần 6 rồi. Giờ mình sẽ làm tiếp. Giờ còn 23 phần nữa thôi chứ có bao nhiêu đâu. À, mình sẽ tắt wifi cho nó đỡ tốn pin. Ai cho nó đỡ quảng cáo. Rồi. À, trước khi gì đây? À, trước khi vô trò chơi, ấy, dù gì cũng đã vô trò chơi rồi. Trước khi bắt đầu chơi thì mình hãy thôi chẳng gì cả. Thôi, tấn công thôi. À, trước mình nhớ rồi. Trước khi mình vô trò chơi này thì các cậu hãy nhấn like và đăng ký cho mình thêm động lực, để cho mình thêm động lực ra nhiều clip mới nha. Và hãy xem hết quảng cáo để cho mình một gói mì tôm nha. Dù gì cũng đã vô trong đây rồi. Đấy, đạn luôn. Rồi bắt đầu. Ở phần trước thì mình có con mới là con Sho hả? À Sho. Còn con này là Hidobut. Mình đã cho nó lên cấp max chuyển hóa là level 50. Cũng 5, pin của mình cũng 50 luôn. Đó, mình đã mua thằng này. Rồi, chiến đấu thôi. Yeah, chiến đấu. Nè, úi không chết luôn hả? À, đâu đấy? Ờ, chết con Megalodon rồi. Con mặt tuột. Tấn công. Thi chuyển không gian. Băng, giá. Thả đá. Không đau. Ừa, cũng không đau. Lửa bùng cháy. Chết. Mới vào game có thể chọn thân phận. Ôi, tại sao làm mất rồi nhỉ? Thôi, tấn công. Giờ mình thử chọn con Sho để xem. Mình thử chọn con Sho này, nó đánh như thế nào. Ui, không mạnh lắm. Nhưng mà level 100 đấy. Ừ. Yeah. Con mới. 5 sao. Ok, chết luôn. Yeah. Hơi xấu. Mình khá thích con Sho này. Yeah. Lên 40. Tấn công. Giờ mình thử đổi. Đổi hình xem. Này. Con này. Này. Này, này, này. Ai chết. Sho nữa. Tấn công. Chết. Chết. Sho, tấn công đi Sho. Con Sho khá yếu. Ai. Chắc vậy. Sho khá yếu. Mình sẽ cho con Sho lên. À, lên level 50.
Thử xem em một mình em so thì tấn công như nào. Rồi tấn công con tim luôn nha. Không sao, vẫn mạnh. Đau đấy. Thôi đánh hội đồng chết. Vừa no, giờ phải cho nó lên level max luôn. Đúng rồi, con tim, con tim, đúng rồi. Không thấy đâu cả. Chết, không thấy đâu. Cho hay lắm, vẫn căng tim như thường lệ. Mới đau đấy, nhưng mà vẫn không thắng được đâu. Tuyệt chiêu mạnh nhất của nó, nhưng mà cũng không sao. Con nào đây? Con này khá xấu. Mình thử nhân giống mấy con. Này, mình quyết định là mình sẽ mua con này. Con này mình sẽ mua con ốc này. Mình nhớ rồi. Dạ. Rồi tiếp tục. Đây, mình coi con này. Khá đẹp. À, quên mất. Con này rồi cái con level 49. Level 49 là mình level 44 rồi. Con đấy. Còn con này là phải level 58. Chơi luôn. Tấn công. Mình quyết định là chơi lớn luôn. Lần này là mình sẽ chơi để được con đấy, cái con ốc đấy đó, 4 sao. Thả điện. Một con cá sấu mới, nhưng mà mình không thích mua nó. Cá mập đầu búa.
là còn 3 level nữa là sẽ được con ốc kia. Tấn công. Yeah. Cắn cạp, cắn cạp. Yeah. Yeah. Level 100. Phải vậy chứ. Một hit. Chắc con này, à không phải, không được một hit rồi. Chán. Yeah, ui. Level 18 rồi. Hệ lửa. Giờ hệ lửa thì đây. Nghe. Còn một level nữa thôi. Đánh hội đồng. Yeah. Đúng rồi, đánh hội đồng. Tự nó. Cạp cạp nha. Yeah. Cạp cạp mình thắng. Tạm biệt thế giới tàn khốc. Tạm biệt thế giới tàn khốc nha. Yeah. Yeah. Nha. Nha, yeah. Nhoai cắn. Yeah. Ui. Level 58. Mình đã có cái này rồi hả? Ủa? Là level 58 là mình sẽ đưa con kia và con kia mình sẽ đợi nó ấp trứng là 58 là 7 tiếng mới xong. 7 tiếng mới xong. Ờ. Tấn công. Con cá há mồm. Ui, chết con cá voi của mình rồi. Cắn. Yeah, thả điện. Chết tất cả các con. Yeah.
Nè đây. À, phải đợi 8 tiếng. Trời. Là mình đợi nãy giờ mà phải là 8 tiếng. Chưa có. Nhưng mà mình sẽ cố gắng để có nó. Con so level 100. Yeah. Yeah, còn 5 level nữa là sẽ tới được đỉnh điểm. Là 1 giờ mới up xong hả? Yeah. Còn khoảng 4 level nữa. So, tấn công đi so. Bốn mươi bốn pin. Ừ. À, đà là là chán. Ui. À. Ra. Yeah. Tấn công. Xiên cho nó một cái đi cả nhà. Dạ. Chết. Chết đi. Yeah. Chết đi. Yeah. Giỏi lắm so. Yeah. Còn 2 level nữa. Hay còn 1 level nữa thôi. Là mình sẽ có được cái con ốc kia. Lửa cắn. Con đá. Đủ rồi. Yeah. Yeah. Thời khắc đã tới. Thời khắc đã tới. 1 2 3. Yeah, là mình sẽ đợi khoảng 8 tiếng nữa. Là sẽ có được con đấy. À, quảng cáo. Ừ, chắc là mình sẽ chơi trò này sau ta.
Ok. Được 5 kim cương. Và mình cũng đã đủ. Và mình sẽ đợi 8 tiếng. Và mình sẽ không hối hận. Mình có con này rồi, con này cũng là VIP. Con này là gì qua da đó ta? Ê, con rồng kia đó ta? Thôi, và mình cũng đã kết thúc video tại đây thôi. Mong các bạn một ngày mới tốt lành. Ai chúc các bạn chứ? Chúc các bạn ngày mới tốt lành nha. Và mình sẽ thử xem lại. Trời ơi, rất là đẹp. Rồi, tạm biệt. 1, 2, 3, tạm biệt tất cả các bạn nha. Và phần 7 mình sẽ nói cụ thể về cái con 4 sao này.